để gặp được Chúa trong cuộc đời tôi phải làm chi? Mỏi mòn tìm Chúa bao phen ngược lặn, dòng lệ ướt trên mi. Nhiều lần tìm Chúa nhưng tôi chẳng gặp, vì lòng còn đang nguyện cầu cùng Chúa cho tôi gặp Ngài dù gặp nhiều khó nguy. Vâng, để gặp được Chúa trong cuộc đời tôi phải bỏ mình và phải hy sinh. Tin vào Ngài và sống dấn thân vào lời Chúa trong sách Phúc Âm. Linh hồn người tu tín ở trong tay Thiên Chúa, và chẳng tư tin nào còn tới được nữa. Bọn Mu-si coi họ như đã chết rồi khi họ ra đi. Chúng cho là lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra họ đang ngủ ngay. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa khen khi họ được trường sinh bất tử. Sau khi chịu hết sự giận đôi chút, họ sẽ được hưởng ơn huệ lớn lao. Quả thế, khi Chúa đã thử thách họ và thấy họ xứng đáng với người, người đã tính luyện họ như người ta tính luyện bạc trong lò lửa và đón nhận họ như buổi lễ hoàng thiên. Khi đến giờ Thiên Chúa đến thăm, họ sẽ được sáng như tia lửa đến nhanh các đường bệnh đường sạch. Họ sẽ xét xử muôn dân và khai trị muôn nước, và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Những ai trông cậy vào người sẽ an bình sự thật, những ai trung thành sẽ được người yêu thương và cho ở từng người, vì người ban ơn phúc và xót thương những ai người tuyển chọn. Đó là lời Chúa. Cái chết là một phần của đời người, cái chết là một khoảnh khắc không thể thiếu của đời.
và chữ chết chính là cửa ngõ hay là người dẫn đưa mình đến gặp Thiên Chúa. Chứ còn nhiều lúc nào mình đọc ông cụ Phêrô còn ở đây thì hàng tuần những cái hàng ngày và cũng như lễ hồ mới có hỏi Thiên Chúa, tất nhiên là thương yêu một đời một sĩ quan về già hay là một đời viên tướng về lưu vậy, biết nói biết giao tiếp nhưng mà có lẽ thương yêu nó rất là sâu sắc hơn để rồi có một ngày đến với quý vị khách thề và tin rằng nơi đây có sự sống, nơi đây là tình yêu của Thiên Chúa và tôi tin chắc rằng là cái tình yêu của Thiên Chúa mang cho ông đã không trở lại đến cuối khi có thể sống được vào ngày và sống
dấn thân vào đời, yêu thương mọi người, lòng đầy vui tươi. Tin vào Ngài và sống, dấn thân vào đời, yêu thương mọi người, lòng đầy. Đường đời con đi ngàn nỗi lắng lo thăng trầm, ngàn trùng gian nan chỉ mong tìm bến bình an. Tay con đồng đầy hồng phúc Thiên Chúa trao ban, tay Ngài nâng đỡ đưa con về bến bình an. Cảm tạ Chúa đã đỡ nâng con lên, cứu tôi và bao nỗi đam mê. Cảm tạ Chúa đã dẫn được con đi, ở bên Ngài con hạnh phúc biết bao. Tình Ngài thương con, dìu dẫn bước con trên đường. Về nguồn yêu thương, lòng con tìm thấy niềm vui. Con xin theo Ngài, dù con đi khắp muôn phương. Giao truyền chân lý, cho muôn người biết tình thương. Cảm tạ Chúa đã đỡ nâng con lên, cứu tôi và bao nỗi đam mê. Cảm tạ Chúa đã dẫn được con đi, ở bên Ngài con hạnh phúc. Cha cho phước, đánh thứ của giáo sư Marcico, cha hy sinh cả con người, đánh thứ của giáo sư Marcico, cha phó sứ, cha biết lòng và cha lập thể. Hội đồng của giáo sư Marcico, các đoàn thiện chí và tất cả những người trong cộng đồng của giáo sư Marcico, thân mạnh quyến thuộc hôm nay là bỏ thời gian để đây cùng với con gia đình chúng con để tạo nguyện cho linh hồn sư ông. Chúng con không biết có sao, từ vì rất là cảm động và cũng biết làm đúng như lời của người của cụ sư ông trước khi tháng ngày năm tháng đã làm bài út và sau đó được đi tặng và sau đó những ngày sẽ đưa về Việt Nam và được an nghỉ tại Đức Sư Phan Xuyên Môn trong nhà từ thiện. Ở nơi đó tất cả những người thân yêu của chúng con đều ở đó. Ước nguyện của ông Thơ Lô với tất cả những giáo sư Phan Xuyên Môn này trở thành thân thương trong những ngày cuối đời và sau đó cũng đã đi lúc thời gian người nhà. Chúng con và tạm nguyện đã cùng thi lời của ông Thơ và hôm nay và sau này khi tham gia xong, mình đề nghị các
cha và quý vị cùng với gia đình chúng con được địa phương xin mời tại hội trường quý vị. Chúng con xin trân trọng cảm ơn. Con lên từ u tôi và bao nỗi đam mê, cảm tạ Chúa đã dẫn được con đi ở bên Ngài, con hạnh phúc biết bao. Tình Ngài thương con, dìu dẫn bước con trên đường. Về nguồn yêu thương, lòng con tìm thấy niềm vui. Con xin theo Ngài, dù con đi khắp muôn phương. Giáo truyền chân lý, cho muôn người biết tình thương. Cảm tạ Chúa đã đỡ nâng con lên, từ u tôi và bao nỗi đam mê. Cảm tạ Chúa đã dẫn được con đi ở bên Ngài, con hạnh phúc biết bao. Cảm tạ Chúa đã đỡ nâng con lên, từ u tôi và bao nỗi đam mê. Cảm tạ Chúa đã dẫn được con đi ở bên Ngài, con hạnh phúc biết bao. Ở bên Ngài con hạnh phúc biết bao.